Chào các bạn đến với kênh 68 TV. Đây là khu vực đọt cua cát các bạn. Bọn cua ở Tà Niên, Kiên Giang nha. Và xem mấy chiếc xà lan này nó đi qua đọt cua này nguy hiểm như thế nào các bạn ơi. Một khu vực rất là phức tạp về ga xuồng và xà lan ở khu vực này các bạn. Đây em gái lấy xà lan nè, rất là dễ thương nha. Hôm nay nước lớn quá. Chạy gì kỳ vậy ta, nước nó bơi gì đây. Qua wow, chiếc này chạy kỳ quá, nước nó bơi tấp vô bên phía bên phải luôn rồi. Bỏ tay chiếc xà lan này luôn. Chà đụng rồi. Xà lan chạy nguy hiểm quá. Xéo một bên vậy trời. Chiếc này Vĩnh Long nha. Trời ơi, chạy xéo một bên thấy ghê thấy chết. Nước nó đẩy nè các bạn. Chiếc này nó chạy sao cái đầu nó đâm bên bạn bên phải không nha. Hôm nay nước nó đẩy rất là mạnh các bạn, nước lớn và trường hợp này rất là hiếm xảy ra nha. Giờ nước này là hoàn toàn là nước mặn từ ngoài biển đi vào các bạn. Hôm nay cũng tránh vô tới nhà người ta luôn. Em gái em lái xà lan rất là lâu đời ở đây. Con nước này xà lan vô rất là khó, đẩy rất là nguy hiểm rồi. Đây là chiếc xà lan cabin trước.
và chúng ta xem chiếc này sẽ đi qua cái đoạn cua này. Khi mà nước nó lớn, chảy rất là mạnh, khó khăn nha. Chiếc ghe cây chuẩn bị qua đoạn cua, mình rất là căng thẳng luôn. Nước bây giờ chảy quá mạnh. Kiểu này còn hơn là xà lan đi vừa cống các bạn, chạy khủng khiếp thiệt. Đá này đá hòn đất đi.